chào mừng tất cả quý phụ huynh cùng toàn thể các bé đến với ngày hội đến trường năm học 2021-2022 của trường mầm non 20 năm để đánh dấu không khí hân hoan của ngày hội đến trường năm học 2021-2022. Tập thể cán bộ giáo viên công nhân viên xin gửi đến lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể quý phụ huynh và các bé. Và ngay bây giờ xin kính mời quý phụ huynh cùng toàn thể các bé đến với một số hình ảnh của các khối lớp của trường mầm non 20 năm. Video để gửi về cho
được bắt đầu. Xin kính chúc đến toàn thể quý phụ huynh thật nhiều sức khỏe, các bé chăm ngoan, học giỏi và đặc biệt là sớm đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19 để cô trò chúng ta sớm gặp lại nhau. Xin chào và hẹn gặp lại.